Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm hàng chục tiểu thương cùng lao vào tranh nhau những bịch quần áo đổ đống tại một sạp buôn quần áo. Sự ồn ào, giành giật nhau của nhóm người đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Ai cũng cố lao vào để giành giật từng kiện quần áo trong bao tải. Thậm chí lúc này, hai người phụ nữ cũng giành giật nhau một kiện đồ. Dù một trong hai người đã nói, chia đôi, nhưng người còn lại vẫn cố gắng để tranh giành. Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, một số người đứng xung quanh chỉ biết cười trừ và giơ điện thoại ghi lại. Theo như chia sẻ, những hình ảnh trên được ghi lại tại một sạp buôn bán quần áo ở chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Nguyên nhân xảy ra cảnh tượng trên được cho là vì dự báo từ cơ quan khí tượng, các tỉnh thành miền Bắc chuẩn bị đón một đợt rét đậm rét hại nên nhiệt độ giảm sâu. Tại một số địa phương như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ C, vùng núi từ 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Trước đợt rét đậm rét hại, nhu cầu mua sắm đồ đông để giữ ấm cơ thể cũng cần phải tăng lên. Nhiều cửa hàng shop thời trang cũng tranh thủ nhập thêm đồ mới như áo khoác, áo len, găng tay, mũ với nhiều mẫu mã đa dạng, giá cả cạnh tranh. Vào buổi tối hay giờ nghỉ trưa, các shop đều tấp nập khách hàng ra vào để lựa đồ đông, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những ngày rét cắt da cắt thịt. Tại shop thời trang bán lẻ nhộn nhịp là thế, nhưng tại các chợ đầu mối hay xưởng buôn thì các tiểu thương cũng phải tranh giành nhau, giành giật rất vất vả mới có được những sản phẩm tốt, giá hơi về bán. Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Thậm chí, một số bạn từng đi lấy hàng tại chợ đầu mối này cũng tỏ ra bất ngờ bởi tại khu vực này có rất nhiều quầy buôn, mẫu mã đa dạng, dù vào vụ đông hay vụ hè thì các tiểu thương vẫn thoải mái nhặt sỉ mà không sợ khan hiếm hàng hóa. Bên cạnh đó, một số người cho rằng rất có thể cửa hàng quần áo này đang xả hàng với giá siêu rẻ, nên các tiểu thương mới tranh thủ cơ hội để có thể nhặt được nhiều món về bán kiếm lời. Dù chưa biết vì sao nhóm người lại lao vào tranh nhau những kiện quần áo ngay giữa chợ, nhưng đoạn clip vẫn đang thu hút sự bàn tán xôn xao từ dân mạng.